Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, mình sẽ xin đọc một số những cái lời bình luận liên quan tới câu chuyện mẹ của Tám Trang và bác sĩ Trần quyết định đưa Tám Trang lên thác nước Niagara để rước hồn bà Ngọc Trinh từ dưới thác nước này lên trên ngôi miếu của bác sĩ Trần. Vâng, trong câu chuyện tình này ở Tây Tư này, trong câu chuyện tình Tây Tư ở xứ sở Lá Phong này đang đi theo về cái hướng tâm linh, mà một khi câu chuyện tình nó đi về hướng tâm linh thì nó sẽ gây ra rất nhiều cái sự tranh cãi, bởi vì giữa duy tâm và duy vật thì chưa bao giờ thắng nhau. Bản thân mình thì cũng không nghiêng về bên nào hết, bởi vì cái kiến thức của mình cũng xin nói rằng kiến thức của mình rất nông cạn, nhất là trong vấn đề tâm linh thì mình càng nông cạn hơn. Và cái buổi sáng ngày hôm nay ấy, cái công việc đầu tiên khi mình thức dậy có nghĩa là mình gọi điện để nói chuyện với anh Vương Hoàng để xem sức khỏe của anh ấy ra sao. Bởi vì ngày hôm qua các bạn đã biết, khi mà anh Vương Hoàng trở về sau 3 ngày đêm tới thác nước Niagara để nhận lỗi với bà Ngọc Trinh ấy, thì anh ấy đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ. Mình rất lo cho sức khỏe của anh Vương Hoàng. Chính vì thế tối hôm qua mình đã bảo hai người vợ của anh Vương Hoàng đi chợ để mua những cây ná thơm, ná sả, ná bưởi, tất cả các loại lá để tắm rửa cho anh ấy. Mình nghĩ rằng 3 ngày ở trên đó anh ấy không tắm giặt là một. Cái thứ hai là để làm sao bớt đi những cái âm khí trong cơ thể của anh ấy. Và một cái thông tin rất là buồn là sáng nay việc đầu tiên là mình muốn biết sức khỏe của anh ấy thì đã biết là hai người vợ đã đưa anh ấy đến chùa. Vâng, câu chuyện này mình sẽ nói sau. Và tại sao mình định đi chạy đến chùa rồi thì lại định theo nhiều cái ý kiến góp ý của các bạn rằng là muốn làm sao đó phá quấy cái buổi lễ rước hồn của bà Ngọc Trinh từ dưới thác nước lên, như bạn Dân Phạm chẳng hạn đưa ra những cái ý nghĩ cho mình chẳng hạn. Mình đêm qua mình cũng mất ngủ nhiều và có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà sau khi mình nghe một bài giảng của thầy thầy Thích Pháp Hòa thì mình lại dừng lại tất cả. Vâng, bây giờ trước khi đi vào phân tích mọi vấn đề thì mình xin đọc một lời bình luận của một bạn TH liên quan tới câu chuyện này. Đây là một lời bình luận là có những cái lời chỉ trích rất nặng nề đối với bản thân mình. Nhưng mà mình rất thích, bởi vì sao? Bởi vì mình đã nói rồi, mình rất thích những lời nói thật, nói thẳng, mặc dù có thể mất lòng nhau. Trong những ngày vừa qua mình đọc được một số cái lời bình luận của một bạn tên là Van Thiro. Bạn ấy nói rằng ông chủ kênh rất ghét mình bởi vì mình nói những câu sự thật thế nọ thế kia. Thì mình cũng đã trả lời bạn ấy rồi, miễn rằng bạn đừng dùng những cái từ nó nặng nề quá, chẳng hạn như bạn nói rằng là mình là kiểu như là vứt xương cho chó cắn nhau, lém xương cho chó cắn nhau và chửi rủa cộng đồng mạng, thì những cái từ chửi rủa đó rồi những cái từ lọ kia như vậy thì bạn không nên dùng. Mà mình cũng góp ý rằng là nếu mà mình mà ghét bạn á thì mình đã chặn luôn cái lời bình luận của bạn, là từ đó trở đi là bạn sẽ không vào bình luận được nữa. Tại sao bạn vẫn có thể bình luận được? Bởi vì mình vẫn tôn trọng bạn, vẫn để nguyên cái ý kiến của bạn, không xóa đi và cũng không chặn. Có nghĩa là khi bạn vào bình luận vẫn cảm thấy bình thường, có nghĩa là mình không xóa và mình không chặn bạn, đúng không ạ? Như vậy thì đâu có thể nói rằng là mình ghét bạn được. Nếu mà mình ghét thì mình sẽ chặn luôn, không để cho bạn bình luận nữa, đúng không ạ? Cho nên là mình cũng rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp chân thành, mặc dù những cái điều đó là coi như là góp ý và chỉ trích mình. Bởi vì mình sai thì các bạn cứ chỉ trích. Mình muốn rằng có một sự công minh trong cái câu chuyện này. Cho nên là tất cả những cái lời bình luận mà chỉ trích, miễn rằng là những lời bình luận đó có văn hóa, thế thôi. Vâng, và bây giờ mình xin đọc một lời bình luận của bạn TH. Vâng, bạn ấy không đưa ra tên thật và lấy chữ TH, và mình tôn trọng cái sự tham gia của bạn. Bây giờ là nội dung của cái lời bình luận này, nó như một lá thư vậy. Ông chủ kênh ơi, ông nói rất hay về những phức tạp rườm rà, tốn kém quá mức tưởng tượng chung quanh vụ làm lễ bắc cầu rước hồn mà từ thác nước Niagara để cứu chữa Tám Trang. Hình như ông không tán thành việc bà Lâm điều động nghi lễ đầy mê tín dị đoan này. Ông không ủng hộ bà Lâm trong việc bắc cầu kéo hồn ma từ dưới thác nước lên để chữa bệnh cho Tám Trang. Hay quá, và nếu tôi không lầm thì nhiều người trên cộng đồng mạng cũng có ý kiến như ông, không ai chấp nhận sự nhầm lẫn giữa tín ngưỡng và mê tín.
Ông giải thích cặn kẽ những rườm rà phức tạp và tốn kém chung quanh nghi lễ, và theo nhận xét của ông thì việc bắc cầu lầy là do bà Lâm và đổ lỗi cho bà Lâm đã không chịu nghe lời bàn bạc của ông. Ông thất vọng trước thái độ không chịu nghe của bà Lâm, tội nghiệp cho ông quá vì ông đã quên một điểm chính trong câu chuyện rước hồn ma lầy mà cộng đồng mạng phần lớn đã lên tiếng vì có thể đem lại tai hại cho Tám Trang, chứ không chắc sẽ cứu được Tám Trang. Ông cho cộng đồng mạng biết ý kiến của bà Lâm mà ông không hề nhắc tới cái người điều động lén lút từ đầu câu chuyện đi bắc cầu rước hồn ma này. Chuyện này ai cũng biết, không phải là do bà Lâm điều động, bà chỉ làm theo lời của ông bác sĩ sai khiến, và dĩ nhiên bà đã nghe theo tiếng gọi của tình mẫu tử bao la của người mẹ mà đã hy sinh sức lực làm theo ý của ông bác sĩ. Một mặt ông thất vọng vì bà Lâm không nghe ông, một mặt ông im hơi nặng tiếng về hành động lén lút bất thường của người chủ động điều khiển cách chữa bệnh này. Bà Lâm bỗng dưng đã trở thành nạn nhân không kịp có thời giờ để suy xét. Ông đã trách móc mẹ Tám Trang không nghe ông, đã lầm lẫn và quên rằng đối thủ trong việc bắc cầu rước hồn ma để cứu Tám Trang không phải là bà Lâm. Tại sao ông không dám có một nhận xét hay ý kiến gì rõ rệt đối với ông bác sĩ? Người điều khiển vẫn dùng và thao túng một cách tàn nhẫn gia đình ông bà Lâm, coi Tám Trang như một con mồi, phải cống hiến cho ước mơ ma quái này của ông bác sĩ. Ông đã dùng những con người thật thà, hiền lành, ngây ngô để thực hiện giấc mơ được đếm linh hồn bà vợ ông lên từ thác nước. Tôi không thấy ông chủ kênh đả động tới cái hành động siêu phi lý có thể đem lại tai hại về mạng sống và kinh tế gia đình ông bà Lâm. Ông chỉ trích bà Lâm, nhưng bà Lâm chỉ là nạn nhân, kể cả Tám Trang. Sao ông không nhắc gì tới cái thảm hại mà ông bác sĩ đang gây thêm từng ngày trong câu chuyện rước ma về chữa bệnh lầy trước khi Tám Trang đi tìm cái chết lần thứ hai? Tôi còn nhớ Tám Trang đã nói với bác sĩ Trần trong bệnh viện cạnh cha mình, điều này tôi xin trích lại ở đây. Tám Trang đã nói, bác ơi, con không thể làm điều bác nói được. Con sẽ nói mẹ con ở Việt Nam trả lại số tiền 50.000 cho bác. Lời nói này tôi coi như một lời van xin của cô bé với bác sĩ Trần buông tha cô bé. Thật là độc ác khi thấy Tám Trang và gia đình vẫn còn nần quẩn trong tình trạng kinh hoàng do ông bác sĩ này gây nên. Tôi rất ngạc nhiên trước thái độ của ông chủ kênh luôn bảo vệ người bác sĩ mang tai họa liên tục mà không hề lên tiếng kêu gọi để tìm ra giải pháp. Rất mong nhận xét của cộng đồng mạng. TH. Vâng, trước hết mình xin cảm ơn sự đóng góp rất là lớn của bạn TH trong cái câu chuyện này, bởi vì thực sự ra bạn có những cái cách nhìn mà ít người, ít quý khán thính giả nhìn được. Có thể là hầu như quý khán thính giả đều nhìn ra, nhưng họ không thể viết ra được như vậy. Cho nên là đây là một điều rất khó trong cái chuyện bình luận, bởi vì có rất nhiều người viết cả bằng thư tay cho mình mà mình cũng không thể đọc lên được, bởi vì chữ viết thư tay nó nhìn nó không rõ các bạn ạ. Cái thứ hai là có những bạn thì viết rất là hay nhưng lại không có dấu, thành ra mình muốn đọc cũng không thể là chuyển hết được cái ý nghĩ, cái lời ý nghĩa trong cái lá thư của các bạn ấy viết, thành ra mình phải bỏ qua. Trong cái câu chuyện này thì mình được phân tích như thế này, mình không phải là để thanh minh, người ta nói thanh minh là thú tội, và đôi khi là sai rồi thì cứ cố không chịu nhận cái sai về mình mà luôn luôn bào chữa cái sai. Nhưng mình nói rõ với bạn TH với cộng đồng mạng như thế này. Trước hết mình vẫn luôn khẳng định rằng mình chưa có một bằng chứng nào rõ ràng đối với bác sĩ Trần là người xấu. Và khi mà mình có được những cái bằng chứng rõ ràng về bác sĩ Trần là người xấu rồi, thì mình chính là người đầu tiên lên án bác sĩ Trần. Đây là điều mình vẫn nói với mọi người, đúng không ạ? Cho nên là ở đây, đến ngay cả đến giờ phút này, mình vẫn chưa có thể tìm được những cái bằng chứng là bác sĩ Trần là người xấu. Ví dụ cái lời bình luận của bạn TH này, bạn ấy nói rằng là đây là một cái âm mưu, là muốn mục đích để đưa hồn của người vợ chưa cưới của mình là bà Ngọc Trinh từ thác nước Niagara lên trên trên ngôi miếu đó, là đây là âm mưu của bác sĩ Trần. Đấy.
Thì ở đây mình đã đi tìm hiểu để làm sao là đây là ý của bà Lam hay là ý của bác sĩ Trần, thì mình vẫn chưa tìm kiếm ra được là đây có ý bà Lam hay bác sĩ Trần. Mà bà Lam đã nói với mình là câu chuyện này là mình không nên được tham gia quá sâu, bởi vì bà đã quyết định rồi, đúng không ạ? Mình chỉ biết rõ ràng rằng bác sĩ Trần và bà Lam là hai người hợp tác với nhau trong câu chuyện này. Thông tin của mình biết chỉ dừng lại ở đó thôi. Mình không biết rằng là bây giờ rõ ràng ai ở bên ngoài cũng nhìn thấy rằng là đó rõ ràng là cái sự sắp đặt của bác sĩ Trần, chứ bà Lâm từ bên Việt Nam sang thì chân ướt chân ráo, chưa thể có một cái kế hoạch, chưa thể có một cái gì được, đúng không ạ? Nhưng hai người này trong 10 ngày qua, từ lúc tám trang mà gieo mình xuống dòng nước thác Riêng đã có cái sự liên lạc với nhau bằng điện thoại, đúng không ạ? Thì họ đã bàn bạc với nhau trong cả 10 ngày rồi. Và đến khi bà Lam sang đây là thực hiện ngay kế hoạch đó, mình theo suy đoán của mình như vậy. Nhưng nếu nó nói như bạn TH, tại sao mình không lên án? Thế bạn lấy đâu ra cái bằng chứng để lên án bác sĩ Trần? Mà trong khi đó trong câu chuyện này nó thuộc về tâm linh, mà cái chuyện tâm linh á, nó thuộc về, bây giờ mình nói là cái tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng của mỗi người. Mình không thể can thiệp được vào câu chuyện của người ta. Bây giờ bạn đang đi theo theo đạo Phật, đúng không ạ? Mình can thiệp vào và mình bảo là bạn không nên làm những cái chuyện đó, đi theo cái hướng đó chẳng hạn, mình làm sao có quyền được? Cái tự do tín ngưỡng của người ta mà, đúng không ạ? Trong cái chuyện này thì ở Việt Nam cũng không ngăn cấm, mà bên nước ngoài thì họ lại càng tôn trọng cái nhân quyền con người, họ không bao giờ ngăn cấm những cái chuyện này. Mình lấy một cái bằng chứng cụ thể như thế này. Ngay cả việc bác sĩ Trần và mẹ mẹ của Tám Trang muốn đưa Tám Trang lên thác nước đó mà các bác sĩ cũng không ngăn cản được, thì các bạn biết là mình là cái gì đâu mà có thể ngăn cản được cái việc bác sĩ Trần này. Ý của bạn TH muốn mình lên án bác sĩ Trần, nhưng mình không có đủ bằng chứng để lên án bác sĩ Trần được. Bây giờ coi như là các bạn biết rằng là giữa Duy Tâm và Duy Luật chưa thắng nhau. Hiện tại anh Vương Hoàng lên đó, cái ngôi miếu đó, hoặc là Tám Trang, khi mà bác sĩ Trần bắt mạch thì tất cả trong cái tình trạng là cứ xỉu đi. Các bạn thấy không? Bản thân mình mà khi lên cái ngôi miếu đó 2 lần thì cảm thấy cái âm khí nó quá nặng, rùng rợn. Và khi bác sĩ ôm mình khóc thì mình cảm thấy như mà có cái dòng điện nó truyền qua mình như một cái luồng âm khí. Mình chỉ cảm nhận cái điều đó thôi và mình rất là lo sợ. Ngay cả trong những giấc mơ của mình cũng bị ám ảnh về cái dòng thác nước Liagara này. Thế thì ở đây nó chỉ là cái sự, tức là cảm nhận thôi, chứ có một cái bằng chứng gì đâu để là ô, ông bác sĩ này bỏ bùa vào con người của tôi khiến cho tôi mê mị như thế này, đúng không ạ? Các bạn không có một cái bằng chứng gì để nói rằng là bác sĩ Trần bỏ bùa người này, bỏ bùa người kia, đúng không ạ? Mình chỉ suy đoán thế thôi, mà khi suy đoán không đưa ra được bằng chứng thì các bạn không thể kết tội được người ta. Bạn TH nói rằng gia đình nhà Tám Trang, nói luôn cả gia đình, cả vợ chồng ông Năm và Tám Trang đều là nạn nhân của bác sĩ Trần. Mình chưa khẳng định được điều này. Bây giờ tại sao mình nói như vậy? Khi một người đã mê tín như bà Lâm á thì rất là khó nói, mà trong khi đó bà lại là người quyết định, chứ ông Lâm không phải là người quyết định. Từ lúc bà Năm sang bên này thì mình biết rằng tất cả mọi thứ là bà ông Năm đều nghe răm rắp theo lời của vợ. Có nghĩa là chắc ông ấy trong mấy chục năm qua là ông ấy sống cùng vợ, ông ấy quá hiểu tính cách rồi. Và bà ấy cũng có cái máu trong người mà đã sinh ra Tám Trang cũng giống nhau. Có nghĩa là ví dụ bà không nghe bà ấy, có thể bà ấy sẽ tự tử chẳng hạn. Chính vậy ông Năm phải lựa sóng lựa gió. Thì ở đây tại sao mình nói rằng là không thể nào có thể can thiệp được? Bởi vì bản thân mình cũng có một bà chị cũng rất là mê tín như vậy. Chị ấy suốt ngày, ngày này sang tháng khác đi xem thầy này lại xem thầy kia, đi xem bói á, hết thầy này thầy nào cũng thấy là khen tốt ấy, và coi như suốt ngày cúng nọ cúng kia. Có nghĩa là sao? Thầy này thì nói một cách, thầy kia thì nói một kiểu, cho nên là cứ suốt đời luẩn quẩn loanh quanh trong cái chuyện đi cúng bái thôi. Mình đã khuyên bảo rất nhiều nhưng mà chị mình không tin, chị mình tin những ông thầy. Cho nên là trong cái chuyện này thì bà Lâm cũng vậy, bà Lâm tin những cái chuyện ma quỷ như vậy, thì làm sao có thể ngăn cản được? Chị ruột của mình, chị gái của mình còn chẳng góp ý được, làm sao một người như bà Lâm với mình chỉ là người dưng đức lã thôi, làm sao có thể góp ý được người ta? Trên là mình thì mình muốn tìm hiểu xem là cái này là chủ ý của bà Lâm hay là chủ ý của bác sĩ Trần. Một người duy tâm á, một người mê tín như bà Lâm á, thì mình nghĩ rằng cái này là do ý kiến của bà Lâm. Đấy, có thể cộng tác thêm cái sự góp ý của bác sĩ Trần, còn cái quyết định vẫn là ý của bà Lâm. Bởi vì khi người ta đã tin rằng là ô, hồn bà Ngọc Trinh linh thiêng như vậy, chỉ có cách bắt cầu để mà đưa hồn bà Ngọc Tinh Trinh từ dưới thác lên trên đó và cầu xin bà Ngọc Trinh, thì coi như bà Ngọc Trinh sẽ giải thoát, sẽ coi như là chữa bệnh được cho con gái của mình. Thì bà ấy kiên quyết sẽ làm, dù có ai ngăn cản thế nào chăng nữa cũng không bao giờ ngăn cản được. Đây là trong câu chuyện này mình hiểu theo như vậy. Vâng, thưa quý vị,
Trong cái lá thư của bạn TH thì viết đó, có nhắc tới một cái lời cầu xin của Tám Trang. Bạn ấy nhắc lại mình cũng nhớ rất rõ, nhưng đến giờ phút này mình vẫn chưa biết câu chuyện của giữa Tám Trang và bác sĩ Trần là câu chuyện gì mà Tám Trang nói một lời van xin. Đúng như bạn TH đã nói, Tám Trang nói rằng là bác ơi, con không thể làm được điều bác nói được và con sẽ nói với mẹ của con trả lại bác cái số tiền 50.000 đô đó ấy. Và sau đó là cậu Tuấn, người yêu mới của Tám Trang, nói rằng là tôi sẽ trả cái ông trong vòng một lốt nhạc, tôi sẽ chuyển khoản cho ông đưa cái số tài khoản đây. Đại khái mình vẫn nhớ ở trong bệnh viện là Tám Trang nói như vậy, và trước lúc cái thời gian mà Tám Trang đi tới cái sự khuyên sinh, lúc đó là Tám Trang đã đưa cha của mình từ bệnh viện về về cái nhà, về nhà của ông Năm đã thuê, đúng không ạ? Còn thì bác sĩ Trần muốn giữ ở lại đấy và muốn khuyên ông Năm là nếu ra viện thì lại đi về nhà mình. Và lúc đó là Tám Trang đã nói lời đó. Thì ở đây mình không hiểu rằng trong câu chuyện giữa Tám Trang và bác sĩ Trần đã có một câu chuyện gì đó với nhau và Tám Trang đã nói ra câu này. Thì đến bây giờ mình không biết được là rõ ràng câu chuyện này nó ra sao. Nếu lúc đó Tám Trang mà nói chuyện với mình chẳng hạn như bảo là bác sĩ Trần bắt lên trên miếu Thác Lức Lia Gai Đa đó, rồi đi cúng hồn của bà Ngọc Trinh, và để đưa hồn của bà Ngọc Trinh lên trên đó mà Tám Trang phải là người làm công việc đó, nếu không thì sẽ phải trả lại tôi cái số tiền 50.000 chẳng hạn như vậy. Nếu mà câu chuyện nó diễn ra như vậy thì mình mới có thể là lên án được bác sĩ Trần rằng là anh ông đã lợi dụng là lấy cái số tiền đó để coi như là ép buộc người ta phải làm những cái điều mà người ta không muốn làm, đúng không ạ? Đó là một cái. Thứ hai là cái chuyện mà đó là chuyện riêng của ông, cái hồn đó là của vợ ông thì ông phải tự đưa lên, nó không liên quan gì đến Tám Trang. Chẳng hạn câu chuyện diễn ra như vậy thì mình mới có thể nói được, mới lên án được bác sĩ Trần. Còn đây rõ ràng là Tám Trang vẫn giữ trong lòng cái chuyện đó, không nói ra cho mọi người biết rằng là bác sĩ Trần và cô bé này có chuyện gì với nhau. Và câu chuyện này nó liên quan đến số tiền là bác sĩ Trần đã đưa 50.000 đô cho cha của Tám Trang, đúng không ạ? Cho nên là mình rất hiểu, hiểu rõ ràng, ai cũng hiểu là ở trong cái câu chuyện này là có sự giật dây của bác sĩ Trần đứng từ phía sau, nhưng mà giật dây như thế nào, âm mưu như thế nào thì không ai có thể chứng minh được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại các bạn đang xem video này là vào 7 giờ sáng giờ Việt Nam, vào lúc 1 giờ chiều nay giờ Việt Nam, có nghĩa là 12 giờ đêm ở bên Canada, thì sẽ diễn ra cái lễ bắc cầu để đưa hồn bà Ngọc Trinh, rước hồn bà Ngọc Trinh từ dưới thác nước Niagara lên lên cái ngôi miếu cổ của bác sĩ Trần. Có rất nhiều bạn nói rằng mình nên đó quay phim, bản thân mình cũng muốn vậy, nhưng mà khi nghe một cái bài thuyết pháp của thầy Thích Pháp Hòa thì mình lại dừng lại tất cả. Hiện tại thì mình rất lo lắng cho sức khỏe của anh Vương Hoàng. Các bạn biết rằng anh Vương Hoàng từ hôm qua trở về thì đã trở thành một người hoàn toàn khác. Mình nói đơn giản như thế này, anh Vương Hoàng như vậy đã bị ma bắt mất hồn rồi. Có nghĩa trước đây anh này vui vẻ lắm, thích uống rượu và thích ca hát nữa, mặc dù 71 tuổi, nhưng anh ấy, mình hình dung anh ấy như là một đứa trẻ con ấy, rất là thích nói xa nói xôi, rồi nói kiểu vui đùa ấy, kiểu nói tếu ấy. Và đến bây giờ thì anh ấy từ lúc trở về từ Thác Lức Lia ra thì anh ấy hầu như không nói gì nữa. Và nhờ cái tình trạng như là, như người ta gọi là như ma bắt mất hồn. Thì sáng nay mình đã trở dậy thì coi như là gọi điện cho người vợ thứ hai của anh Vương Hoàng, thì nói rằng là chúng em đang đưa chồng đi chùa rồi và đang đi mua lễ đã, xong bắt đầu mới đến chùa. Ở đây mình hỏi chùa nào thì coi như người vợ thứ hai của anh Vương Hoàng không tiết lộ. Nhưng mình khả năng mình đã đoán được cái ngôi chùa đó, bởi ngôi chùa đó cách đây mình đã tra vào bản đồ map, nó chỉ cách đây 5,1 km thôi, mình cứ gọi là 5 km thôi. Và nếu mà người ta mở cái ngôi chùa này, khả năng là ít nhất là 10 giờ sáng người ta mới mở. Trên là đang đi mua những cái đồ đó để đưa anh Vương Hoàng đến đó. Mình cũng không muốn tham gia nữa, bởi vì sao? Bởi vì thực sự ra là mình thấy rằng tất cả cái sự tham gia của mình đều trở thành vô nghĩa. Và vấn đề chính ở đây có nghĩa là cái sức của mình không thể làm được. Những cái chuyện này nó liên quan đến vấn đề duy tâm, mình làm sao có thể can thiệp được đây. Chính vì vậy mà mình muốn dừng lại, tức là không đi sâu vào trong câu chuyện của gia đình nhà người ta. Ví dụ bây giờ vợ của anh Vương Hoàng, hai người vợ muốn đưa anh ấy lên chùa thì mình làm sao có thể gàn được. Mình cũng muốn như vậy để coi như là người ta đi theo cái ý của người ta thì nó sẽ thanh thản, đúng không ạ? Không khác gì cái chuyện bây giờ mẹ của Tám Trang muốn Tám Trang đi lên trên thác nước đó thì sẽ khỏi bệnh, thì làm sao có thể ngăn cản được, đúng không ạ? Ấy, cho nên là thôi để thuận theo ý trời đi. Trước khi mà coi như là mình đưa ra cái suy nghĩ này và quyết định như này thì mình đã vào nghe một cái bài giảng của thầy Thích Pháp Hòa
Ở đây là mình rất tôn sùng cái người thầy này, và cái bài này mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Cái bài này là thầy Thích Pháp Hà mới giảng và mình rất thích nghe, và chính sau khi nghe xong cái bài này thì mình đã buông bỏ ý định là 12 giờ đêm nay mình định gửi con của mình đang sốt nhá, mình định gửi con của mình cho một người khác để trông giữ con của mình, và đêm nay mình sẽ đi lên đó để mình coi như là xem cái buổi lễ đó ra sao, có thể là quay lại những video đó kia. Nhưng cuối cùng mình đã quyết định thôi, sau khi mình nghe thầy Thích Pháp Hòa giảng về cái bài này. Vâng, mình sẽ đọc cho các bạn nghe cái bài mà thầy Thích Pháp Hòa vừa giảng. Cuộc đời có lúc thịnh suy, được thua khinh trọng cũng tùy người thôi. Buồn chi những chuyện xa xôi, giận chi sự việc qua rồi đã lâu. Tội gì thức trắng đêm thâu, xả buông tất cả buồn rầu tiêu tan. Để cho tâm trí bình an, cuộc đời còn có muôn ngàn điều hay. Chỉ cần cách sống đổi thay, đừng nên chấp chặt xưa nay lối mòn. Trăng còn có lúc khuyết tròn, sự đời đừng tưởng ngọt ngon đều đều. Chắc là phước đức không nhiều, cho nên hay gặp những chiêu đau lòng. Vậy thì xả bỏ là xong, chấp hoài cũng giống mang gông nặng nề. Có gì tốt đẹp mà mê, xem như chuyện nhỏ bên lề đời ta. Những điều nghịch cảnh phong ba là do nhân quả oan gia đời nào. Bây giờ trả hết đâu sao, trả rồi khỏe nhẹ hãy chào tiễn đưa. Đừng lên tái ngộ dây dưa, đừng gieo lộn giống như xưa được rồi. Ngày nay phước đức vun bồi, đừng bi quan quá buông trôi cuộc đời. Phải no làm lại kịp thời, vươn lên hoàn hảo rạng ngời tương lai. Vâng, thưa các bạn, khi mà nghe thầy Thích Pháp Hòa giảng thì mình cái tâm trong cái tâm trí của mình nó rất là thoải mái và buông, hầu như buông bỏ được tất cả mọi điều. Ở đây thì các bạn cũng có thể vào nghe thầy Thích Pháp Hòa giảng bài được. Các bạn vào Facebook và tham gia tất cả những cái trang trên Facebook của thầy. Bản thân mình đã tham gia 7 cái trang trong cái hội thích nghe thầy Thích Pháp Hòa giảng giảng pháp này, rồi thầy Thích Pháp Hòa này, rồi pháp thoại thầy Thích Pháp Hòa này. Đấy, nó rất nhiều trang. Trên là các bạn có thể vào theo dõi và sẽ được nghe thầy giảng rất nhiều bài hay. Và khi mà nghe thầy Thích Pháp Hòa giảng bài rồi thì mình ngộ ra một điều: hãy lên buông xả tất cả mọi sự đời. Đấy. Có những câu thầy giảng là chẳng hạn như là buồn chi những chuyện xa xôi, giận chi sự việc qua rồi đã lâu, tội gì thức trắng đêm thâu, xả buông tất cả buồn rầu tiêu tan. Vâng, ý của thầy nói rõ ràng rằng là hãy xả buông tất cả những cái sự đời này, và coi như là mình sẽ đi theo cái lời dạy của Đức Phật và không nên tranh chấp với tất cả mọi sự đời này. Chẳng hạn trong câu chuyện này, đúng không ạ? Bác sĩ Trần đúng hay sai thì bạn TH muốn mình phải lên án bác sĩ Trần, bởi vì bác sĩ Trần là cái người đứng đằng sau những cái lễ rước hồn chuẩn bị diễn ra này, và cái lễ rước hồn này có thể sẽ đem đến cái nguy hiểm về tính mạng cho cả gia đình nhóm năm, có thể là cho những người khác nữa. Một bạn cũng đã viết thư cho mình nói rằng là cái người nguy hiểm ở đây có thể là bốn người trong những người mà phục vụ bốn cái ông pháp sư. Bốn người ở đây thì hiện tại có hai người trong trong cuộc trong câu chuyện tình này, đó là sinh viên Hùng và cái cậu tên là Tuấn mà chủ nhà hàng ăn kia. Còn hai người Ấn Độ thì mình không biết họ là người như thế nào, nhưng mà theo như lời bà Lâm nói đó thì hai người Ấn Độ này đã từng có rất nhiều kinh nghiệm để đưa những rước hồn từ cái sông Hằng ở tại Ấn Độ lên trên bờ rồi, cho nên là người ta rất là hào hứng trong cái câu chuyện này. Bởi vì có gì đâu, theo mình nghĩ rằng là người ta được tiền, bác sĩ Trần có thể là cho người ta là trong một cái buổi làm lễ đó có thể là 500 đô đến 700 đô. Đấy là theo như lời của mẹ Tám Trang nói, đúng không ạ? Ở đây mà đi làm cả ngày mới có thể được hơn 100 đô, trong khi đó là các bạn làm cả ngày nhé mà còn đang thất nghiệp không có việc. Tự nhiên bây giờ đi làm lễ chẳng hạn như cho là một buổi đêm đi, tự nhiên được 500 đô mới 700 đô thì sướng quá rồi. Tất nhiên là đấy là một cái vấn đề về tiền bạc là một. Cái thứ hai là họ cũng thích làm những cái chuyện về theo cái tâm linh nữa, cho nên là có thể có những người là không cả cần tiền họ đi làm.
Một số bạn cũng khuyên mình nói rằng là đừng lên, đừng hãy khuyên can ngăn là Hùng và Tuấn không nên tham gia vào câu chuyện này. Nhưng các bạn nói rằng khó mà khuyên can được. Bây giờ Hùng như là người đứng ở, Hùng như một người gọi là không biết đi đâu về đâu. Bây giờ là một người mắc lỗi với con của bà Lâm rồi. Bây giờ bà nói sao thì Hùng phải chấp nhận chứ. Mà trong cái mục đích của bà là cứu Tám Trang khỏi bệnh, thì tại sao bây giờ Hùng đã có lỗi với Tám Trang rồi mà bây giờ cái việc làm này để Tám Trang khỏi bệnh, tại sao Hùng lại không tham gia? Cho nên là Hùng không thể từ chối được. Nói đúng, nó là Hùng rơi vào cái thế là không thể từ chối. Chứ cậu ta rất muốn từ chối. Cậu ta đã đưa ra hai cái lý do. Cái lý do thứ nhất là cậu ta không tin tưởng lắm về cái chuyện này. Cái lý do thứ hai là cái tay, hai cái khuỷu tay của cậu ta là chưa khỏi hẳn, cho nên là cậu ta không muốn đưa ra, không muốn tham gia. Nhưng mà làm sao có thể từ chối được đây? Nếu mà từ chối thì cậu ta sẽ bị, có thể là bị bà Lâm sẽ nói nọ nói kia, đúng không ạ? Từ lúc sang đến bây giờ bà Lâm còn chưa oán trách sinh viên Hùng này nhiều nhé. Ý của bà Lâm chưa quyết định được ra sao, nhưng không phải như trước đây ông Năm khi mà sang đã nói Hùng rất nhiều và Hùng phải quỳ gối cả tiếng đồng hồ, ông ấy còn không tha lỗi. Nhưng mà từ lúc bà Lâm sang bà chưa oán trách sinh viên Hùng nhiều, bởi vì mình nghĩ rằng là bà Lâm đang bận cái công việc này thôi, còn sau khi giải quyết công việc là xong, có khả năng Hùng sẽ phải chịu những cái sự chỉ trích nặng nề đến từ bà Lâm, từ phía bà Lâm đó, mình nghĩ nó là như vậy. Trong khi đó cậu Tuấn kia thì lại cũng không muốn thoái thác, bởi vì chính cậu ta lại người là người thích tham gia câu chuyện này, bởi vì cậu ta đang muốn muốn coi như là lập công, đúng không ạ, để cho lấy điểm trong con mắt của ông bà Lâm là một cái, thứ hai để sau này coi như là muốn lấy Tám Trang. Tám Trang đã từng nói lời là yêu yêu cậu Tuấn này trước mặt của sinh viên Hùng, thì coi như là cho nên là cậu Tuấn này rất là hy vọng cái điều đó xảy ra, đúng không ạ? Chứ là làm sao mà cậu ta đi từ chối cái chuyện mà ông bà Lâm nhờ được. Vâng, đó là cái sự phân tích theo sự nhận xét của bạn TH, có nghĩa bạn nói là đây là một cái thủ tục gọi là ma quỷ và chỉ có làm hại những người trong cuộc thôi. Nhưng thưa các bạn, mình sẽ xin đọc một lời bình luận khác của một bạn tên là Quê Hương 9701. Thì theo cách nhìn của bạn, theo cái đạo nhà Phật, thuyết nhà Phật thì nó lại khác nha các bạn nhé. Cho nên là bởi vậy mới nói là trong cái chuyện tâm linh này rất khó nói. Chúng ta có thể tranh luận với nhau cả cuộc đời không bao giờ hết được. Và mình vẫn mong bạn TH coi như là đưa ra những cái bình luận chỉ trích mình như vậy. Bởi vì sao? Nếu bạn nói đúng, mình ok, mình xin nhận lỗi luôn với cả cộng đồng mạng luôn, không có gì cả. Bạn cứ đưa ra những cái gì mà trong suy nghĩ của bạn, bởi vì nó sẽ có thể có những cái ý giúp đỡ cho những người trong cuộc. Bây giờ là nội dung của cái lời bình luận của bạn Quê Hương, viết như thế này. Chào anh Thuyết. Theo thủ tục của bà mẹ Tám Trang và bác sĩ Trần, họ đã quyết tâm làm theo cái lễ lạy của nhà Phật gọi là cầu siêu bạt độ. Đó. Mình cũng xin lỗi là mình không hiểu cầu siêu bạt độ nó là như thế nào. Khi đưa được các vong linh lên được rồi thì họ sẽ thuyết cho bài pháp nói về luật nhân quả và sau đó sẽ giải thoát cho họ được về cõi an lành. Nói chung, em cũng không có thời gian để phân tích sâu được. Nhưng họ đã quyết tâm làm thì dù bé Trang khỏi ngay hay không còn phải phụ thuộc gia đình. Khi đó đã có căn duyên đến với nhà Phật thì họ phải tin sâu vào nhân quả thì họ sẽ phải biết đến nên làm gì mà lợi cho chúng sanh ít nhất sẽ ảnh hưởng phúc lành mà thôi. Phải kết hợp cả âm và dương mới thành tựu. Cái lễ này đúng là rất tốn kém khi họ khởi tâm và thường tổ chức tại chùa để cứu sinh cho tất cả oan hồn khuất mặt và cùng tất cả cộng đồng, ai muốn cùng tham gia để cứu người thân thì họ phải phát tâm cùng tùy vào số lượng người tham gia. Nói chung có nhiều người tham gia thì càng cứu được nhiều oan hồn vậy thôi. Đấy là nói về cộng đồng cùng tham gia, còn đây là do trong nội bộ họ làm phát tâm cứu bà Ngọc Trinh và cũng muốn khởi tâm cứu luôn cho tất cả các oan hồn dưới thác nước Niagara. Thật là phúc đẳng hằng xa. Nên em mới nói hãy nhìn kiếp này, mọi người đang gặp nhau tại đất nước này là phải gieo bao nhiêu căn lành mới có cơ hội tụ hội gặp nhau, trả nợ nhau trong kiếp này. Dù có xấu hay tốt, nhưng xét ra chúng ta luôn biết tu là sửa, thì nghiệp chướng sẽ không gây ra hậu quả cho bao con người phải gánh chịu bản thân và mọi người. Cầu chúc mọi người đều an lành, cầu chúc cha con anh bình an, chúc bé mau khỏi bệnh. Vâng, xin cảm ơn bạn Quê Hương rất rất nhiều. Vâng, và trong cái lời bình của bạn này thì bạn ấy rõ ràng đang là đồng tình với cái vấn đề là
là rước hồn bà Ngọc Trinh đi lên trên trên ngôi miếu đúng không ạ? Mình nói như vậy không biết có hiểu sai cái ý của bạn quê hương hay không, nhưng cái ý của mình hiểu là cái lễ cầu siêu này, cái lễ bắc bắc cầu để cho những oan hồn này lên 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 trên bờ là một cái điều tốt, và điều này là như bạn nói là phúc đằng hà sa đấy, cứu những cái oan hồn này, và càng nhiều người tham gia thì càng cứu được nhiều cái oan hồn. Ở đây tại sao mà mình thấy là có bốn đến bốn pháp sư, bởi vì ngày xưa mình xem những cái lễ mà đưa hồn từ dưới nước lên chỉ có một ông thầy thôi, đây mình thấy có bốn pháp sư, lại bốn cái chàng trai khỏe mạnh tham gia, còn những cái người khác như thế nào nữa thì mình không biết, bởi vì mẹ Tám Trang chưa tiết lộ đúng không ạ, mà có tiết lộ thì mình cũng không nhớ hết được, bởi cái lễ này là mình thấy nó rất là phức tạp và cầu kỳ nữa. Và bạn quê hương nói rằng cái lễ này gọi là cầu siêu bạt độ hay là bát độ gì đó. Ở đây mình chỉ thấy trước đó mình đã đưa ra một cái nói rằng là nó thấy một cái sự là mâu thuẫn, bởi vì người ta đã đưa lên chùa, còn ở đây thì bác sĩ Trần và mẹ Tám Trang đã đưa lên miếu, nó khác nhau đúng không ạ? Bởi vì đưa lên chùa thì là Đức Phật mới có thể là giải thoát cho họ được chứ, còn đưa lên miếu thì như thế nào thì mình cũng không hiểu nữa. Chứ là cái đó là mình thấy thắc mắc ở chỗ đó thôi. Còn thì bây giờ nói về tâm linh đó đúng không ạ? Bạn TH thì coi như là phản đối, còn bạn quê hương thì nói rằng là cái này họ làm là đúng. Thì bây giờ biết nói sao là đúng là sai đâu, bởi vì đúng sai nó chỉ cách nhau một ly một tấc thôi. Cái thứ hai là nói về duy tâm thì tranh cãi đến muôn thuở cũng không bao giờ thắng nhau. Cho nên là chúng ta bây giờ chỉ biết chờ đợi cái buổi lễ này diễn ra thôi. Và còn ít thời gian nữa thôi thì buổi lễ này sẽ diễn ra. Và khi diễn ra xong rồi thì mình sẽ gửi tới quý khán thính giả cái buổi lễ đó nó như thế nào. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã quan tâm và theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những video sau.